Áo Son Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Ngày mà mình mới diễn chính thức với nhau. Hay quá, thấy chưa? Mấy nhỏ vợ online ơi, tụi em đừng có nói tới nói lui nữa. Bây giờ là khẳng định rồi. Mấy em cứ nói là tôi bu là mấy em ơi, bà Ly, no. Hey, mọi người đợi tụi tôi. Hôm nay nhất quyết là phải cho anh Giang ngủ ngon. Đúng, ngủ với em sao ngon? Cái áo đó chừng mặc thì dịp nào đây? Mừng anh ra... Ê! Ra gì? Biết không? Cái áo đó có quần sọc ở dưới luôn á Hiếu, là nguyên bộ á. Em mà mặc trái ta sợ rồi, mặc bộ. Mặc cái ta còn nghi ngờ, mặc bộ là khẳng định luôn đó em ơi. Rất là dễ thương. Chắc chắn là sẽ mặc nó rất là nhiều. Mà cái áo ta mặc nó ngu mà. Mà sao đưa tôi vô kỳ vậy? Cái áo người ta là áo màu xanh thiên thanh. Hiếu mặc vô nó thấy là thiên thanh liền. Đúng. Còn sao mà Diễm mặc vô tôi mãi Diễm quá. Đúng á. Đúng như Diễm mới vô vậy á. Sợ ngày ra thôi. Mới vô mà xin giờ ra đó. Hồi nãy cái ôm sau lưng của Diễm có làm Hiếu rung động không mà? Dạ, hết hồn quá chứ. Có là cái gì mà đó là giống như là nhớ lại ngày đầu tiên mà mình với lại Diễm gặp nhau. Công viên Tao Đàn đó, thì một cái hôm đó rất là thấm thiết. Đúng là kỷ niệm ngày hôm đó là ngày mà mình với Diễm chính thức với nhau. Hay quá, thấy chưa? Mấy nhỏ vợ online ơi, tụi em đừng có nói tới nói lui nữa. Bây giờ là khẳng định rồi. Mấy em cứ nói là tôi bu là mấy em ơi, bà Ly, no. Nói liệt. Nói đói chứ hả? Biết là dạng đó, đừng có vậy. Áo Son Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Anh ơi, vậy thì sẵn có những ngôi sao đầu ở đây thì mình có lời mời gì đến với quy lịch sân khấu hôm nay không? Không, nó bình thường em ơi, trời ơi, Hùng khỏi Hùng coi. Hùng nói, anh ơi, em đi ngang anh rồi, em ghé anh rồi, anh đâu rồi? Là không cần gì cả, tụi tôi đi người một nhà rồi. Thế là thân nhau lắm rồi. Mời Mộc chị giờ này. Chỉ cần qua cái là vô là tấp xe là lên luôn. Đúng rồi, là bữa là trung thu là Hùng đi hát ở đâu đó, Hùng có ghé. Có mời Mộc gì đâu, cũng tự ghé, xong rồi kiếm ngồi chờ 2-3 tiếng. Xong đúng rồi, anh đi Hà Nội. Đúng rồi, anh đi ra Bắc, nó ghé đi hoài, mời Mộc gì, trời ơi. Quang Hùng có nói là các chữa lành của những nghệ sĩ khác tôi không biết, nhưng mỗi khi Quang Hùng xét là sẽ ghé nhà anh Lâm. Đúng rồi. Chữa lành mà anh Lâm cung cấp là gì ạ? Ghé tôi, xong rồi vợ tôi qua một phòng bên và tôi với Hùng. Đúng không em? Vâng, đúng rồi. Chúng tôi chữa lành cho nhau. Chữa lành, tâm sự với nhau rất là nhiều điều. Anh Lâm có nói là sau những chuyến đó về là Hùng toàn sáng tác được bài mới, cảm hứng tràn trề, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Cái bài này biết sao không? Em thấy là không, cái này nó đúng. Ừ. Em thấy là anh với bọn anh livestream bán cái son đúng không? Đúng rồi. Thì em lấy kiểu như là em có ý tưởng ở đó luôn. Tự nhiên mình ngồi với nhà bọn bán son, tự nhiên đứng son sạm si. À, đứng son sạm si. Em đứng son, nói chung là idea, ý tưởng nó tới gọi là bất chợt lắm. Còn Hiếu thì sao? Những lúc mà bí ý tưởng sáng tác thì Hiếu thường làm gì? Còn Hiếu có nghĩ nó bị phá như Hùng không ạ? À, cũng có. Mình không, thay vì mình qua nhà anh Lâm thì mình nhìn hình anh Lâm, mình nhìn hình anh Tuấn để mình sáng tác. Có những cái... Lâm rồi, bỏ Tuấn đi. Nhà dựng cắt bỏ chữ Tuấn. Giá lại 2-3. À, mình nhìn hình anh Tuấn để mình gây cảm hứng sáng giá tác. Giá bỏ chữ Tuấn, chỉ nhìn hình anh Lâm. 2-3, dập lại. Mình nhìn hình anh Lâm để lấy cảm hứng sáng tác. Hai, đó là hứng. À. Bởi vì nhìn Lâm là nó có hứng. Đúng. Ví dụ như những bài gì ạ? Ví dụ như bài hát Ngáo Ngơ. Ngáo Ngơ. À, thì cái hình ảnh Ngáo Ngơ đó. Không có, ban đầu là ảnh nhìn tôi là anh thấy là ngu ngốc. Mà không lẽ bài hát ngu ngốc bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Cho nên anh chỉnh là Ngáo Ngơ. Thật sự là không, bài hát không phải là ngu ngốc mà lúc đầu là bài hát tên là ngổ nghịch. Có thể diễn tả là cái giờ phút sáng tác với bạn. Làm đi. Đáng làm. Đáng đi em. Đáng gì anh ha? Chỉ cần để thấy em cho gì đó. Vậy bài đó bài gì vậy? Em biết. Anh cứ đi trên con đường xưa khi ta bên nhau. Tìm về nơi bên Lâm, bên Lâm đừng bên nhau. À, anh cứ đi trên con đường xưa khi ta bên Lâm. Tìm về nơi trước kia mình say sưa. Sao ngồi trong chơi đúng vậy? Ủa gì vậy? Đó, rồi bỏ qua đi. Lại ạ. Đi. Thôi, nó không có lời gì, hợp vô. À, nó không có vô đâu. Ép gì là được ép ảnh. Một cuối thôi, cái cho anh có ngồi em thôi. Nhớ lời. Hay là bình thường hát nhép không ạ? Có đâu anh, lâu rồi không hát ngoài đó rồi. Thế là người ta sẽ hát nhiều quá. Anh ngáo ngơ vì Lâm, anh ngáo ngơ vì Diễm mà. 2-3. Ngáo ngơ, anh ngáo ngơ vì Lâm mà. Đó. Mặc dù
thì tình nghĩa vợ chồng sâu đậm vậy, nhưng mà tối nay thì cái tinh thần quyết tâm để dành cho buổi tối của team mình thế nào ạ? Mày chuyện cái chuyện gì ra chuyện đó, ngủ là ai dành trước là ngủ thôi, chứ ví dụ nhường nhịn gì nhau cả. Cái mặt là thấy ok đó, sáng sủa đẹp trai đó. Em nhảy được giữ không? Dựng luôn anh, dựng luôn. Vậy hả? Bà đâu? Cỡ kìm mình đúng không? Thôi ơi. Hơn nha anh. Vậy em nhảy cỡ Isaac không? Isaac chắc hơn xíu. Chắc hơn xíu, hơn xíu anh hả? Isaac xíu thì lực hơn, nhảy với lại cái kinh nghiệm của anh nhiều không? Isaac là của mình đó, đi diễn nước ngoài với anh là lên khấu là ở dưới hú hét đó. Đúng rồi. Mà xong anh nói chuyện với ST. Anh nói là ST ơi, hồi xưa là Isaac ở trong 365 là nhảy chính hả? Đâu có anh. SD. Vocal đó anh hả? Anh nói Việt Minh nói thiệt không? SD đang nhảy chính mà. Vocal. Còn nhảy thì không qua em được. Đúng rồi. Nhưng mà vocal đó anh Giang. Đâu có biết. Thấy bất ngờ chưa? Còn anh mà hồi xưa mà mới đi diễn nhóm hài nụ mới là anh cũng là vô hồn á. Vô hồn. Trời đó không ai cười, diễn vô. Vô ra. Còn hồi xưa trong nhóm D&D với anh Huy, anh Huy giữ vai trò gì vậy? Anh hả? Visual. Đúng rồi. À là anh hát. Anh vậy định mà. Tại vì hai anh okay mà. Là ba mấy tuổi lúc anh mới 10 tuổi hả? Hả? Ủa nhóm gì luôn anh? Đúng rồi, nhóm cao lắm. Nhưng mà anh không biết nhóm đó luôn. Hát 2 lần rồi nghỉ rồi mẹ. Chụp bộ ảnh á. Chứ là trên mạng vẫn có đúng không? Dạ vẫn có. Đó, bộ ảnh đó. Giữ luôn 2 tấm à. Hiểu chưa, có nhóm gì không? Chốt nang đó. Dạ. Không, ý là có nhạc hay gì không? Dạ không, dạ không có, không có chơi, không hoạt động. Yeah. Không nhỏ thời kỳ đầu rất nang á, như hồi sáng Hiếu nói là ví dụ Man Bò là đại diện phát ngôn, người ta nói tốt nhất cái vai trò của đâu hơi khen. Ở thời kỳ đầu á, ý là thời kỳ đầu á, mọi người không chia vị trí hết cũng cũng không có phân chia lắm, nhưng mà cơ bản là lúc đó ai mà đứng trên sân khấu mà ít rung nhất thì lên phát biểu thôi đó. Mình thì mình nghĩ đứng ở dưới mình nghỉ miếng trước, lúc đó cũng có cái có đằng thiếu miếng sắp xếp chứ không phải là miếng anh, mà là sắp xếp là sẽ lên nói gì cho bộ vậy á, là lên là bàn với mấy anh em, không có tính toán nói giờ chuyện nhớ không? Nhớ mấy câu đó không? Không, mấy câu đó thì không vui gì, nhớ mấy câu vui không hả? Đúng không? Giờ vui hơn đâu cần nhớ, anh giờ lên tính văn luôn hay thiệt. Stand up comedy stand up comedy luôn kìa. Nhưng mà ý là hồi xưa lên trực tiếp nói thì Hiếu sẽ là luôn. Đúng rồi, lúc hồi xưa mình rất là rung, rất là ngại đám đông, tại vì tính cũng là cũng rất là hướng nội, nhưng mà bây giờ là sau khi mà qua quá trình tôi luyện của hai một đêm thật sự là thích nghi khủng khiếp đó. Nói chung là mấy anh em đây là rèn luyện kỹ năng khủng khiếp. Với kinh nghiệm đó giờ thì hãy nói quyết tâm của mình trong game ngủ hôm nay để team mình diễn sướng. Thì đối với cái team này thì mình thấy, mình nhận xét cái team kia là cái team lành mạnh đó, là có anh Lâm nè, anh Rít nè, anh Kiều Minh Tuấn nè, thêm anh Quang Hùng nữa. Thì mình theo mình nhận định đây là một trong những cái đội hình mà yếu nhất của trời ơi, gáy dữ vậy em ơi, sáng giờ em thua không đó. Đói ăn được chút xíu, ăn miếng gà đó. ăn ngon là được rồi. Thắng anh thắng luôn là được rồi. Thấy sáng giờ em đừ cho em thắng đó. Trời ơi, có đâu anh ơi, cái đội ảnh là đội lành mạnh này, đều chỉ là đội hề thôi. Đội này mạnh miếng thì vui, mà chơi thì thua. Ok, mọi người hãy đợi tụi tôi. Hôm nay nhất quyết là phải cho anh Giang ngủ ngon. Đúng, ngủ với em sao ngon? Tại vì em ơi, liền anh Giang giật mình. Chia liều. Thôi, tôi sẽ tìm một cách để thắng. Để mình thắng thì ngủ ngon nha. Yeah. Để quay phòng cũng sinh nhật đấy nhớ. Trời ơi, lâu rồi. Xác nha. Vô đã vô trung tâm. Hiếu là hóc môn ở vùng Giang em. Nếu vậy trong dàn cast chỉ có chú Tuấn với Hiếu là chưa quay ở quê mình. Mình có cảm thấy sự bất công ở đây Huy không nữa. Nhỉ? Huy nữa, Thanh Hóa chưa được về. Hỏi chi vậy? Để tới mấy tập sau có hay sao? Dạ quyết không? Định được không? Cảm xúc như thế nào à? Đề cử cho chương trình quê tôi có những gì đi à? Đề cử có được không? Được. Đề cử. Đừng có bị ngang ngạnh quá. Đề cử. Được. Xin phép được đề cử. Hãy về Bà Rịa Vũng Tàu. Phước tỉnh quê tôi. Phước tỉnh quê tôi. Hát câu Phước tỉnh. Không có. Phước tỉnh quê tôi. Ôi, có rất nhiều cảnh đẹp. Gồm có biển xanh và con người mán tên Kiều Minh Tuấn. Ôi phước tỉnh quê tôi. Có Kiều Thiên Yến và Kiều Thu Thị. Biết gia đình họ Kiều vang vọng ở phước tỉnh quê tôi. Mà thấy không tỉnh à. Tự nhiên về quay ba anh em. Ừ. Nhảm nhí.
mình còn đặc sản nào đặc sắc hơn ở Phước Tỉnh không ạ? Có biển, cũng có rừng. Rừng, ừ, nhiều lắm. Còn ở Hóc Môn quê Hiếu thì có những gì vậy Hiếu? Thành phố Hóc Môn, trên mạng ta gọi là thành phố Hóc Môn á Hiếu. Không còn là vùng quê nữa rồi. Wow. Từ ngày mà em đứng lên em PR cho cái huyện Hóc Môn của em thì ở đó không còn là vùng quê nghèo nữa. Wow. Thôi từ ngày Hiếu lên là ok đó, đất lên giá. Dạ, yeah, thì mọi người hãy tới với Hóc Môn quê tôi. Còn bạn ơi hãy đến Hóc Môn quê tôi. Có nhà tư gì? Có ngà tư cây me và đàn bò. Ngà tư cây me không muốn tiếng, ngà tư giếng nước. Ngà tư giếng nước chiều mẹ tắm mẹ. Và đường sông hành rất nhiều quán nhậu và trẻ ké qua. Hóc Môn quê tôi. Hóc Môn quê tôi. Hóc Môn quê tôi. Và quan được rồi. Được rồi, nói đây. Trời ơi. Yeah. Từ ngày mà Lâm về Đồng Nai là như một phần gọi là PR cho vùng quê của mình. Đúng rồi. Cầu đúng không? Đúng. Cả nước là đều biết Đồng Nai. Đúng. Có một người con xém hài. Sao vậy? Đâu, em giỡn. Muốn làm rễ trở Đồng Nai mà sao có vậy hoài? Bây giờ thì qua anh Huy, sau khi tổng kết lại các chặng đã ghé thăm quê hương từng cát thì phát hiện ra quê của anh Huy ở Thanh Hóa vẫn chưa ghé. Sẵn tiện, anh có muốn quảng bá gì cho quê hương mình không ạ? À? Cực kỳ nhiều cái để mình làm nội dung luôn á. Về lịch sử cũng có. Hai người trước mà phải giới thiệu quê hương bằng bài hát không? Thanh Hóa quê tôi. Sao cái gì có bài vậy? Con em có đền quê gốc á, Lợ Nghệ An. Là ông cố Lợ Nghệ An. Xong rồi sau đó là mới vào Thanh Hóa. Thì ở anh thì có món là mọi người biết là nem. Nem cho anh quá nổi tiếng, nước dùng rồi ai cũng biết. Rồi có Đăng Lâm Sơn, cũng có thác, cũng có sông, núi thì đủ hết, không có gì cũng có bãi biển luôn mà. Sau khi điểm qua quê hương của ba người thì ba người còn lại cảm thấy nên ghé quê hương của người nào trước ạ? Bây giờ quan nhậu Hóc Môn ok. Hóc Môn ok, nhỏ Hóc Môn ok nè. Nhưng mà bên Hóc Môn chỗ quê Hiếu được có hai món thôi nha. Món gì anh? Phở với cơm tấm. Anh có hai món à? Nhiều lắm anh, nhiều lắm. Hóc Môn là tứ linh hội tụ mà. Rồi có rất là nhiều bãi đất trống để cho mọi người có thể thả diều, chăn trâu. Hồi đó sau giờ học thì Hiếu hay làm gì? Giờ học thì em đi trên net. Như ba bạn trẻ khác. Như ba bạn trẻ khác thôi. Chứ là cũng không ở Hóc Môn. À thì đó giống như cũng có đi thả diều vậy. Em có làm diều bây giờ chưa? Hay là... À em có làm luôn, à, có làm luôn. Diều giấy hay là diều? Dạ, diều giấy thôi. À. Với những nam thanh nữ tú ở Hóc Môn thì Hiếu gợi ý những điểm đến nào sẽ gặp được những trai xinh gái đẹp như Hiếu à? Với những bạn ở Hóc Môn thì mình khuyên mọi người hãy tới với lại khu du lịch sinh tố của Phin. Trời ơi, quá, đúng rồi. Đúng rồi, mặc dù hơi xa xôi một chút xíu nhưng mà là có thể đổi gió. Ở dưới đó thì cũng không có khu du lịch sinh tố nào. Đúng, với lại phải nhanh nhanh đi, tại vì nó cũng sắp giờ đi. Nhanh, nhanh chân lên nhé mọi người. Xuống dưới đó có thể gặp được những nam thanh nữ tú đúng không? Dưới đó nghe kìa. Xuống dưới đó. Đồng Nai mà kêu xuống dưới đó. Ôi ôi, người ta là gì vậy em? Gì? Chỉ lại coi. 64 Lê Duẩn. Ờ, Lê Duẩn rồi gì nữa? Thị trấn Long Thành. Thị trấn lận. Ở đó có những thành phần trai xinh gái đẹp như thế nào? Thành phần. Trời ơi. Có ba má anh đó nè. Đó. Dạ. Nói một tí về khách mời đi thì nghe đồn trong dàn cast mình có hai người khá thân với hai khách mời hôm nay. Đó là A Lâm khá thân với Quang Hùng và Hiếu khá thân với Chay Son. Nếu đã thân như vậy thì không biết cả hai người có biết ý nghĩa nghệ danh của hai khách mời không ạ? Ngày xưa là Potter đi. Là xin là cho tôi lên cái Potter đi. Có nghĩa là ngày xưa đi hát hoài không nổi là tên là Quang Hồng. Mà mỗi lần đi hát này nọ là không có tên tuổi mà. Thì ta chèn những cái gương mặt trước rồi nọ cứ comment là cho tôi lên Potter đi, cho em lên Potter đi. Cho Potter đi, Potter đi. Xong rồi sau này nổi để trả thù, biết cái tính không? Thù dai. Hồi nãy nó là thù dai bạn nó đánh thì chay không được đó. Thì cố gắng thì khi mà nổi tiếng rồi thì cố gắng lấy là Master D. Thật sự là muốn đỉnh cao là mát mít luôn á. Đúng rồi. Lên mát luôn á. Là Master D. Là boss bài đó. Nói là boss bài đó, boss bài. Boss bài có tôi đi. Ừ. Kìa nó ra kìa. Ôi là boss Master D. Anh Lâm vừa đoán nghệ danh của Quang Hùng,
Hùng có thể giải thích về nghệ danh Master đi của mình được không? À, tại vì chứ đi là em muốn nó đi xa hơn. Với lại nữa là tại vì em thời xưa em đọc truyện One Piece là có chữ đi ở sau là đại diện cho một đế chế. Thì đó. Không có lúc, gì hết. Giống như là lúc Phi đi này, đó kiểu. Mà nãy em nghe nói là Potter đi đúng không? Ok, cũng hay đi. Không, cái đó là thời xưa cũng có hoặc thời xưa là em cũng hay đi xin không có C. Em cứ xin là cho em lên Potter đi thôi là được rồi. Mà có mấy cái clip đào đại hùng ngoài xu hát ngoài đường á, thấy thương quá, hát bằng cả đam mê, hát bằng cả trái tim, xe chạy qua lại gieo, không ai nhìn, không ai nhìn. Em hát ở, hát đi cao tốc. Cái đó cũng là ở trên cao tốc luôn hay sao á? Hát cái đó là tìm điện thoại đúng không? Dạ đúng rồi. Anh cũng làm thời gian đó. Mà anh có người nhìn còn thấy anh em thấy em thấy em. Anh người nhìn là tại em nâng cấp điện thoại. Rồi cam anh. Đèn hồng nó đẹp trai. Còn Hiếu, tại sao chay son lại là chay son? Nãy em có tình cờ em thấy anh cầm cái son thì anh Lâm nói cũng rất là hợp lý là chay son chứ không phải là chi son. Còn nghĩa là anh cầm cái son anh chay người ta. Đó. Em nghĩ là lúc đầu là anh lấy nghệ danh là tên thiệt coi là tên Sơn, nhưng mà là anh đi diễn thì nhiều khi là khán giả lên tấn công ảnh. Nó không được. Chay son ảnh đi. Đó là tên là chay son hả? Chay hả? Đúng rồi, chay. Chay son là hồi xưa là bạn ấy cũng hát cũng hay lắm á, bạn ấy giọng cũng trong trẻo mà. Hát hay lắm anh. Hát son thôi, hát qua la hát không được. Từ đó hát là chay son, cứ chay son hát rồi qua la lát họ tin là kêu là hát một bài đó hát đi là son đó. Chỉ qua la lớn của cái làng liền. Từ đó đến chay son đó. Dạo gần đây cộng đồng mạng có đào lại một trong những clip Hiếu lần đầu tiên lên sân khấu. Cộng đồng mạng cũng có nhiều thắc mắc, chẳng hạn như lúc đó có các thành viên như là Menbo, Hugi Kang và Hiếu thì tại sao Hugi Kang lại là người đại diện phát ngôn của nhóm à? Thì lúc đó là Khang là một người nói rất là nhiều, rất là hoạt ngôn, nên là Khang đảm nhận cái vai trò đó. Còn mình thì lúc đó mình chỉ âm nhạc thôi, mình cứ chưa có hoạt ngôn như bây giờ. Và từ lúc nào là Huy Khang hết hoạt ngôn nữa? Từ lúc mà em lên chiếm lĩnh. Đúng rồi. Áo Son Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.